sản phẩm đầu tay dễ thương, hình ảnh đẹp, trong trẻo. Và chị cũng ngạc nhiên là chị lần đầu tiên chị thấy đạo diễn Giang Anh, một đạo diễn nữ. Chị cũng chưa làm việc bao giờ nhưng mà chị thấy là như việc diễn nữ thì cũng lạ. Bây giờ làm bây giờ đạo diễn nam nhiều. Đạo nam đông mà chưa có làm nữ. Thôi chị cho, nói chung là bộ phim này nó có tình tiết dễ thương. Thì mới coi tập 1 thôi à. Tại vì mình phải coi nhiều tập thì nó hiểu hơn nữa. Chị thì chậm hiểu hơn người ta. Nhưng mà chị không sao, chị chậm hiểu là mình coi đi coi lại nhiều lần là đúng rồi, chị sẽ xem đi xem lại nhiều lần nha. Yeah. Chị chúc cho Thương Quỳnh Anh và ekip tối nay là sẽ nhiều người xem. Sao im lặng quá. Rồi chúc cho phim thành công, để mà cho Thương Quỳnh Anh có động lực làm cho những cái phim sau nữa. Chúc mừng em nha, Thương Quỳnh Anh. Cảm ơn chị Giang.